Vừa qua, lực lượng mặt đất của Israel đã di chuyển ra ngoài khu phi quân sự, đánh dấu cuộc tiến quân công khai đầu tiên của họ vào lãnh thổ Syria kể từ chiến tranh tháng 10 năm 1973. Mới đây ngày 9 tháng 12, đại sứ Syria tại Liên Hợp Quốc qua say Andahat tuyên bố Israel phải rút quân khỏi Syria. Ông qua say Andahat nêu rõ, chúng ta cần chấm dứt hành động xâm lược của Israel đối với Syria. Chúng ta muốn lực lượng Israel xâm lược lãnh thổ của chúng ta phải rời đi. Theo nhà ngoại giao này, Israel phải tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và thỏa thuận phân chia lực lượng năm 1974. Theo thỏa thuận, chỉ có lực lượng Liên Hợp Quốc mới được đồn trú tại vùng đệm ở cao nguyên Cô Ngoài ra, ông Kwasay Andaha cho biết, ông không biết về tương lai của các căn cứ Nga ở Tartu và Khmenim. Trong khi đó, đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia phàn nàn việc Israel đưa ra những tuyên bố trái ngược nhau về cao nguyên Cô Bình luận về tuyên bố của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu Ông Vasily Nebenzia chỉ trích, Chúng tôi đang nghe những tuyên bố trái ngược nhau từ Israel. Chúng tôi không biết phần nào của cao nguyên Golan mà ông ta coi là một phần của Israel sẽ đến việc họ vi phạm vùng đệm. Cũng liên quan đến việc Israel chiếm giữ vùng đệm ở cao nguyên Golan, ngày 9 tháng 12, Ả Rập Xê Út và Jordani đã kịch liệt lên án quyết định của Israel, đồng thời tuyên bố động thái này của Israel vi phạm luật pháp quốc tế. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út nhấn mạnh Quyết định chiếm giữ vùng đệm phi quân sự ở cao nguyên Golan cho thấy quyết tâm của Israel nhằm phá hoại cơ hội khôi phục an ninh, ổn định và toàn vẹn lãnh thổ của Syria. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án những vi phạm này của Israel nhằm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria. Ả Rập Xê Út khẳng định cao nguyên Golan là vùng đất Ả Rập bị chiếm đóng của Syria. Cùng ngày, Jordani cũng lên án mạnh mẽ việc Israel chiếm giữ vùng đệm phi quân sự ở cao nguyên Golan của Syria. Phát biểu trước Quốc hội Jordani ngày 9 tháng 12, Ngoại trưởng nước này Ayman Safadi nhấn mạnh, chúng tôi lên án việc Israel xâm nhập lãnh thổ Syria và kiểm soát vùng đệm ở cao nguyên Golan. Ông Safadi nói rằng, động thái này của Israel là vi phạm luật pháp quốc tế. Tình hình tại Syria tiếp tục có thêm diễn biến đáng lo ngại, khi mới đây, hãng tin Reuters đã công bố đoạn video do nhân chứng ghi lại về cuộc không kích của Israel nhằm vào các cơ sở quân sự của chính quyền của Tổng thống Assad vừa bị lật đổ tại cảng Latakia, Syria. Theo thông tin ban đầu, các mục tiêu tấn công bao gồm các kho dự trữ tên lửa hiện đại, hệ thống phòng không, cơ sở sản xuất vũ khí và các địa điểm có liên quan đến vũ khí hóa học. Nhiều khí tài quân sự như máy bay, trực thăng và xe tăng của quân đội Syria cũng bị phá hủy trong các cuộc không kích này. Kể từ khi chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad bị lật đổ, Lực lượng phòng vệ Israel đã tiến hành nhiều cuộc tấn công vào Syria nhằm ngăn chặn các loại vũ khí chiến lược rơi vào các nhóm vũ trang hoặc các lực lượng mà Israel coi là mối đe dọa đối với an ninh khu vực. Những động thái này diễn ra trong bối cảnh Syria đang trong giai đoạn chuyển tiếp với tình hình an ninh và chính trị còn nhiều bất ổn. Ngày hôm qua, phe đối lập vừa lên nắm quyền tại Syria đã chỉ định nhân sự để thành lập chính phủ mới để quản lý giai đoạn chuyển tiếp tại quốc gia Trung Đông này. Trong khi đó, thì Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Syria tuyên bố ông sẵn sàng chuyển giao quyền lực một cách hòa bình. Truyền thông Syria cho biết các nhóm vũ trang lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad đã chỉ định ông Mohammed al-Bashir, người đứng đầu chính phủ cứu nguy ở tỉnh Idlib, chịu trách nhiệm thành lập chính phủ chuyển tiếp. Ông Bashir đã có ngay cuộc họp với thủ tướng sắp mãn nhiệm Anjalali về tiến trình chuyển giao quyền lực. Trong khi đó, đối với các quân nhân phục vụ dưới thời tổng thống Anasat, các nhóm đối lập khẳng định sẽ ân xá và không truy cứu bất kỳ ai. Trước những biến động ở Syria, nhiều nước trong khu vực và thế giới tuyên bố sẽ thiết lập quan hệ với chính quyền mới ở nước này. Qatar thậm chí đã khởi động kênh liên lạc với phe đối lập ở Syria, trong khi Thụy Sĩ tuyên bố sẵn sàng làm trung gian để thúc đẩy đối thoại và chuyển tiếp hòa bình ở quốc gia Trung Đông. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thì nhấn mạnh quyết tâm sẽ ngăn nguy cơ Syria bị chia rẽ và trở thành nơi trú ẩn của tổ chức khủng bố nhà nước hồi giáo IS tự xưng. Riêng với người tị nạn Syria, hiện nhiều nước châu Âu đã dừng quy trình xem xét đơn xin tị nạn của họ dựa trên đánh giá hàng triệu người có thể sẽ cân nhắc trở về sau khi có chính quyền mới tại Damas. Liên quan đến tình hình ở giải Gaza, cảnh sát Israel ngày 9 tháng 12 cho biết ba người Palestine bị bắt ở Gaza đã bị truy tố về các cáo buộc liên quan đến khủng bố. Thông báo của cảnh sát Israel nhấn mạnh, lần đầu tiên kể từ khi xung đột bắt đầu, các thành viên của Hamas ở Gaza bị cáo buộc là phần tử của một tổ chức khủng bố và có ý định thực hiện những cuộc tấn công nhằm vào dân thường cũng như lực lượng an ninh Israel. Trong khi đó, báo The National News của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE ngày 9 tháng 12 dẫn các nguồn tin cho biết, Quan điểm của Hamas nhất trí sơ bộ với đề xuất ngừng bắn đã được gửi tới các nhà đàm phán Ai Cập vào ngày 8 tháng 12. Các lãnh đạo Hamas cũng đưa ra một danh sách các con tin mà nhóm này có kế hoạch thả trong khuôn khổ thỏa thuận trao đổi con tin với Israel. Số lượng con tin là phần quan trọng trong kế hoạch ngừng bắn do Ai Cập đề xuất, bao gồm việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho Gaza và việc Israel rút dần khỏi hành lang Philadelphia cũng như cửa khẩu biên giới Rafah phía Gaza. Diễn biến mới nhất này đánh dấu sự thay đổi quan điểm của Hamas Trước đây, Hamas luôn từ chối đáp ứng các yêu cầu của Israel liên quan đến thông tin về các con tin. Chỉ 24 giờ sau khi có thông báo chuyển giao quyền lực Người dân Syria đã tràn vào hai dinh thự của Tổng thống ở Damas, lục lọi và lấy đồ đạc, thậm chí đốt phá. Theo Guardian, hàng trăm người Syria đã kéo về dinh Tổng thống Tisrin ở Damas, phía nam núi Kasun, sau khi nghe tin lực lượng Hayat Tari Ansam chính thức kiểm soát thủ đô từ tay chính quyền của cựu Tổng thống Syria Al-Assad, ngày 8 tháng 12. Chỉ sau 24 giờ, nhiều tòa nhà bên trong khuôn viên dinh Tổng thống Syria đã bị trộm cắp và đốt phá. Một số căn phòng bị lục tung, nội thất bị xáo trộn, một số bức chân dung của Tổng thống bị lật đổ, basa Al-Assad nằm trên sàn. Dinh Tổng thống Syri là một tổ hợp các tòa nhà 6 tầng nằm ở khu dân cư giàu có Al-Maliki, thủ đô Damas. Trước đây, nơi này cấm công dân bình thường ra vào. Một số người dân Syri chụp ảnh lưu niệm bên trong Dinh Tổng thống, nơi họ không thể đặt chân vào trước đây. Sau khi chính quyền Tổng thống Basa Anasat bị lật đổ, lực lượng Hezbollah hôm 9 tháng 12 đã đưa ra phản ứng đầu tiên. Ông Hassan Fadala, một quan chức cấp cao của Hezbollah, lực lượng có mối liên kết chặt chẽ với chính quyền Tổng thống bị lật đổ, Basa Anasat cho biết. Hezbollah coi các sự kiện ở Syria là một cuộc chuyển đổi lớn và nguy hiểm. Hezbollah đã đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ chính quyền Tổng thống Basa Anasat trong cuộc nội chiến ở Syria. Sự sụp đổ của ông Anasat đã khiến Hezbollah mất đi một đồng minh quan trọng ở biên giới phía đông của Liban. Hezbollah đã đưa 2.000 chiến binh đến khu vực Qasa của Syria, gần biên giới Liban để hỗ trợ quân đội Syria chống lại phe đối lập. Tuy nhiên, số chiến binh này được cho là đã rút về Liban sau khi phe đối lập hôm 8 tháng 12 chiếm được thủ đô Damascus và ông Anasat phải rời khỏi đất nước. Cuộc xung đột với Israel bắt đầu từ tháng 10 năm 2023 đã khiến lực lượng Hezbollah thiệt hại nặng nề, không thể hỗ trợ chính quyền của ông al một cách mạnh mẽ, chống lại các cuộc tấn công của phe đối lập trong những ngày qua. Hãng AFP đưa tin Điện Kremlin ngày 9 tháng 12 từ chối xác nhận các thông tin cho rằng Tổng thống Syri bị lật đổ Basa Anasat đã chạy sang Moscow, đồng thời nói thêm rằng họ ngạc nhiên về việc phe đối lập nắm quyền. Người phát ngôn Điền Kremlin Dmitry Peskov chia sẻ với các nhà báo, Với nơi ở của Tổng thống Assad, tôi không có gì để nói với các bạn. Những gì đã xảy ra khiến cả thế giới bất ngờ và trong trường hợp này, chúng tôi cũng không ngoại lệ. Ông Peskov cũng khẳng định Nga sẽ thảo luận về tình trạng hai căn cứ quân sự của Nga tại Syria với những nhà cầm quyền mới của nước này sau khi Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh các cuộc thảo luận về các căn cứ này sẽ phụ thuộc vào các nhà lãnh đạo mới của Syria. Ông lưu ý rằng những diễn biến gần đây ở Syria đã khiến thế giới, bao gồm cả Nga, phải bất ngờ. Ông cho biết thêm, sẽ mất thời gian trước khi chúng ta có thể tham gia vào các cuộc đối thoại nghiêm túc với những người nắm quyền lực. Song ông Peskov tuyên bố, lực lượng Nga tại Syria đang thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh cho các căn cứ quân sự này. Ông nói thêm rằng sự an toàn của các căn cứ quân sự Nga tại Syria là một vấn đề rất quan trọng. Ông Peskov cho hay khi được hỏi về mức độ quan ngại của Điện Kremlin về an ninh của các căn cứ Nga tại đây. Tất nhiên, quân đội của chúng tôi đang thực hiện mọi biện pháp phòng vệ cần thiết. Người phát ngôn Điện Kremlin cũng cho biết Moscow đang đối thoại với Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm cả về tình hình ở Syria. Thưa quý vị, hôm qua cộng đồng quốc tế đã tiếp tục kêu gọi khôi phục ổn định ở Syria, cũng như là thực hiện một cuộc chuyển giao quyền lực hòa bình và toàn diện. Theo tổng thư ký tổ chức hiệp ước Bắc Đại tây dương NATO, Mark Rutte, lực lượng nắm quyền mới ở Syria cần duy trì luật pháp, bảo vệ thường dân và tôn trọng các nhóm tôn giáo thiểu số trong quá trình chuyển đổi. Ông cũng kêu gọi tiến hành một tiến trình chính trị toàn diện do người Syria lãnh đạo. Tương tự trong tuyên bố được đưa ra vào ngày 9 tháng 12, EU nhấn mạnh tất cả các bên liên quan phải tham gia vào một cuộc đối thoại toàn diện do người Syria lãnh đạo và đảm bảo một cuộc chuyển đổi trật tự, hòa bình và toàn diện. Cùng ngày, Trung Quốc, Iran và Cuba cũng đã hối thúc tất cả các bên liên quan ở quốc gia Trung Đông này tìm kiếm giải pháp chính trị dựa trên lợi ích lâu dài và cơ bản của người dân Syria nhằm đảm bảo quá trình chuyển giao quyền lực. Trong khi đó, Ai Cập đã lên án mạnh mẽ việc Israel chiếm quyền kiểm soát vùng đệm phi quân sự ở cao nguyên Golan và các vị trí lân cận khác ở khu vực giáp danh với Syria. Đức và Áo hiện đã tạm dừng xét duyệt tất cả các đơn xin tị nạn từ công dân Syria cho đến khi có thông báo mới. Chuyển sang những cập nhật mới nhất về những xung đột tại Syria, hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin từ Syria cho biết các nhóm vũ trang đối lập Syria đã tiến vào các thành phố Jablus và Tartus, nơi có căn cứ quân sự của Nga. Nguồn tin cũng nhấn mạnh các thành viên phe đối lập chưa xâm nhập vào các căn cứ hải quân của Nga ở Tartus, cũng như căn cứ không quân ở Hermemim. Các nhân chứng cho biết phe đối lập tiến vào trung tâm thành phố Jepler vào ngày 8 tháng 12, có nổ súng chỉ thiên nhưng không đe dọa các quân nhân Nga. Ngày 27 tháng 11, Liên minh các nhóm đối lập Syria đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào các vị trí của lực lượng chính phủ ở các tỉnh Aleppo và Elip. Phe đối lập chiếm được một số thành phố lớn vào tối ngày 7 tháng 12. Đến sáng ngày 8 tháng 12, lực lượng này tiến vào thủ đô Damascus mà không xảy ra giao tranh với quân đội. Lực lượng đối lập đã kiểm soát đài truyền hình quốc gia và phát thông báo rằng họ đã lật đổ chính quyền Tổng thống Assad. Nguồn tin từ Điện Kremlin cho hay, Tổng thống Syri Pasha al-Assad và gia đình ông đã tới Moscow. Nga đã cấp quyền tị nạn cho họ trên cơ sở nhân đạo. Bộ Ngoại giao Nga cho biết các căn cứ quân sự Nga tại Syria đang ở trong tình trạng báo động cao. Hiện tại không có mối đe dọa an ninh nghiêm trọng nào đối với các căn cứ này. Lãnh đạo lực lượng đối lập đã đồng ý đảm bảo an toàn cho các căn cứ quân sự và các cơ quan ngoại giao Nga ở Syria. Mới đây, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bày tỏ mong muốn thiết lập quan hệ láng giềng và hòa bình với các lực lượng mới nổi lên ở Syria. Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Tel Aviv, phát biểu trong chuyến thăm, một trạm quan sát của quân đội đặt trên núi Bentan thuộc cao nguyên Golan giáp với biên giới Syria. Thủ tướng Netanyahu nêu rõ việc chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad tại Syria sụp đổ mang đến cả cơ hội lớn và những nguy cơ. Ông cho biết Israel sẵn sàng mở rộng bàn tay hòa bình đến tất cả những nhóm người ở Syria, trong đó có người Druze, người Quốc, người Thiên Chúa và người Hồi giáo, những ai mong muốn sống hòa bình với Israel. Thủ tướng Israel bày tỏ mong muốn có thể thiết lập quan hệ láng giềng và quan hệ hòa bình với các lực lượng mới nổi lên ở Syria. Theo ông Netanyahu, diễn biến mới nhất tại Syria đồng nghĩa với Hiệp định 1974 phân chia biên giới giữa Israel và Syria đã bị hủy bỏ. Quân đội Israel sẽ tiếp quản các vị trí vùng đệm mà quân đội Syria rút quân nhằm ngăn chặn các lực lượng thù địch tiến gần biên giới này. Việc kiểm soát này chỉ mang tính tạm thời cho đến khi có thỏa thuận mới thay thế. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot ngày 9 tháng 12 cho biết nước này sẽ hỗ trợ quá trình chuyển giao quyền lực ở Syria sau khi lực lượng đối lập tuyên bố kiểm soát thủ đô Damascus dẫn đến sự chấm dứt chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Phát biểu trên đài France Info, ông Parrot cho biết Pháp sẽ cử một đặc phái viên đến Syria trong những ngày tới. Liên quan đến quá trình chuyển giao quyền lực, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cùng ngay cho rằng các tổ chức quốc tế, đặc biệt là Liên Hợp Quốc, cần hỗ trợ người dân Syria thiết lập một chính quyền mới mang tính bao trùm, có sự tham gia của đông đảo các lực lượng chính trị, kinh tế và tôn giáo của Syria. Thưa London, Ông Pas McFadden, một thành viên cấp cao trong nội các của Thủ tướng Anh Kay Stemmer, cho biết nước này sẽ có thể xem xét đưa nhóm Hayat Tari Ansam ra khỏi danh sách tổ chức khủng bố. Thông tin được đưa ra sau khi nhóm này dẫn đầu Liên minh phe đối lập thông báo kiểm soát thủ đô Damascus ngày 8 tháng 12 và dẫn đến sự chấm hết của chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad.